Quay trở lại với IELTS Everyday, loạt bài đi đường ở Ontario khi lái xe nè, ở Canada nè. Rồi, câu hỏi ngày hôm nay là sao đây? When driving at an intersection, khi mà đến gần cái giao lộ nè, intersection, which no stop line nè, không có cái, intersection, đây chỉ có một cái one stop line rồi thôi, tức là không có cái nét vẽ trên đường đó, để cho dừng lại đó, crossword, sideword cũng không có đường dành cho băng người đi bộ băng qua nữa. Where must driver stop thì tài xế phải phải dừng lại ở đâu? Drive before the stop sign, drive beside là bên dưới, bên trước, lead toward intersection, dừng lại một chút sâu 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 ở trong này. At the edge đúng hơn. At the edge tại sao at the edge là ở cái mép bìa mép mép map 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 map. Tại sao là ngay tại cái map của cái giao lộ? The actual intersection is the correct place to stop. Cái map là cái nơi đúng để dừng lại nè. Stopping a little into the intersection, tức là chúng ta hơi tham gia vào bên trong cái giao lộ này một chút xíu, a little này into thì có thể là gây cho cause the car to be hit, làm thì xe chúng ta bị đụng. Đó. Những cái xe khác có thể đụng chúng ta. By vehicle traveling through the intersection, những cái xe khác mà đi đi ngang qua thì chúng ta đụng đấy. And driver stopping too far back from the intersection, mà dừng mà quá xa, hơi quá xa so với cái giao lộ này thì sao? Will not be able to do road project, thì xa quá mà cho nên mình tầm nhìn bị hạn chế, mà cho nên là khó lòng mà mình kiểm tra, mình nhìn thấy, mình quan sát đường được rõ ràng đó. Will not be able to do drop a check for pedestrian or oncoming traffic. Không thấy được là người đi bộ hay là những cái yếu tố phương tiện khác đâu. Cho nên phải là at the edge of the intersection. If your phone rings while driving, trong khi đang lái xe, điện thoại nó reo này cái nọ. Pull over and park to use your cell phone. Đậu lại nè, đậu lại sử dụng nè. Let it go to voicemail, hay để nó đi vào trong cái Let's go to voicemail, hãy để nó vào trong cái hộp thư hộp hộp gửi nhận tin nhắn thư thoại đó, tin nhắn thoại đó. Have a person to take the call, hay nhờ ai đó nhận cuộc gọi cho mình thì thôi, tất cả thì cũng đúng. Ok. Correct. Chứ nói gọn trở lại là vừa lái xe vừa ấy là không được, vừa lái xe vừa điện thoại không được. Now, when a police officer signals the driver to pull, đây đây đây, sang đây đây, nó cho ra hiệu tài xế phải pull the vehicle over, pull the vehicle over, cho xe tấp vô lề đấy. Thì làm sao sao à? Driver slow down, pull over as far to the left, nó càng qua bên trái đâu, đúng mà bên phải chứ. Slow down as far to the right as safe possible and come to complete stop. Càng sâu ở bên phải và dừng lại hẳn. Đấy đúng rồi. Slow down, stop, land, đây. Ok, phải tuân thủ, đơn giản là phải tuân thủ, chứ không thì lãnh tất cả những cái phiền toái kế tiếp. Upon approaching a sign, stop sign, đang trong cái đà mà upon approaching a stop sign, đang trong cái giai đoạn là chuẩn bị là đến cái bảng hiệu dừng. Now, what does the law require drivers to do before entering the intersection? Luật nó yêu cầu tài xế phải như thế nào? Ở đây phải dừng, Khi dừng và khi mà an toàn rồi thì mới đi đi tiếp, di chuyển tiếp những hướng mình muốn. Slow down, chậm lại là không đúng. Stop, nhấn còi nọ. Đó là như vậy. Phải dừng lại trước tiên, là phải dừng cái đã đó. Sau đó đi những hướng thì rõ ràng đây bị dừng lại, đây là đường nhánh, còn đây là đường trục chính. Trục chính mới hơi mới không có những cái bảng hiệu stop sign. Ok, let's see, còn gì nữa? Đây xe này, xe ưu tiên, xe cứu hộ này, emergency vehicle with lights on, siren vừa phát loa vừa tiếng còi hộ và vừa có ánh đèn luôn. Shouting and traveling on the street that allow for two-way traffic. Đây thì đây là giao thông này đang đi hai hướng, hướng xuống và hướng lên này. What does the law require drivers to do? Người tài xế phải sao ạ? Phải nhường cho nó đi đó, nói thẳng là phải nhường cho nó đi đấy. Pull drive for S4. Signal driver to pass, continue at the same speed, set up the signal, no, pull to right possible and stop. Phải 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 đậu qua, băng phải tấp qua lề phải, và dừng lại. Càng tấp sâu vào đây, nếu mà bị kẹt lại thì không sao hết, nhưng mà cứ phải ráng sâu vào đây và phải dừng lại để yên cho nó đi qua hết hẳn rồi mới mình mới mức được phép đi tiếp. Đó, quy tắc là như thế.
Kế tiếp, as you approach the curve, đây đi đường vòng cong, nó đường nó bị cong 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 theo chiều hoặc trái hoặc phải như thế nào đó, thì mình phải làm sao ạ? Thì mình muốn giữ yên được cái tốc độ thì mình phải xem coi đâu nó an toàn, thì cái đây là cái vào đường cong thì xe nó có khuynh hướng văng ra bên ngoài vòng cong nè, văng ra bên ngoài mà đó. Thì speed up tăng tốc, nó slam vào brake, đạp thắng mạnh, nó đang đi đường cong đạp thắng là mất đà nó rồi. Stop before entering, phải dừng lại trước khi vào vòng nó. Try to determine the safe speed for, tức là xem coi cái bảng hiệu người ta đang giới thiệu của mình là cái bảng hiệu cho mình là giới thiệu của mình là cái tốc độ là bao nhiêu, cho nên lúc đó mình mới nên đi theo cái tốc độ đó để mình yên vị được trong cái vòng xuyến này đó. Look for clues, xem những cái clues là những cái chỉ dẫn đó, chỉ dẫn trên đường, những bảng hiệu này kia nó cho mình biết những cái tốc độ an toàn là bao nhiêu đó. To share the credit time where you are arriving on đó. Nó sẽ giúp mình. Ok, all drivers responsible for the passengers bucking up. Bucking up là buộc phải, là đai an toàn, dây an toàn. Buckling up. Thì tài xế có phải có trách nhiệm cho tới tất cả mọi người ngồi trong xe không ạ? Không. Đối với trên 16 tuổi phải tự có trách nhiệm với chính bản thân mình, còn dưới 16 tuổi thì người tài lái tài xế buộc phải nhắc nhở những người dưới 16 tuổi. Những người dưới 16 tuổi đây là phải có trách nhiệm, là các con các em là phải là thắt lên tòa, còn nếu trên đó thì phải tự nói, tại vì người đó sẽ có trách nhiệm, bị cảnh sát thổi lại là người đó tự, chứ không phải, chứ người là lớn hơn 16 tuổi đó là người đó tự phải thanh toán cho với cảnh sát chứ không phải là người tài xế. Thành ra if, only if the passengers and yeah, only yeah. Ok. 16. 16 of age, 16 years of age. Ok. Now 39. Oh, school bus nữa này, school bus. On roads which have a median, ở chỉ có một cái làn phân cách, nó có làn phân cách thì yên, đó là làn phân cách tụi nó sẽ không bao giờ băng cái làn phân cách, nó không có điên được như thế. Ở Việt Nam thì dĩ nhiên đi bộ qua làn phân cách rất nhiều, điều đó mình không có nói ở đây. Thì ở đây thì có làn phân cách thì yên, yên lặng, êm, chỉ lo bên bên một phía thôi. Thì when must drive stop for school buses, khi nào thì tài xế buộc phải dừng lại đối với các school buses này, các xe chở này. Mỗi khi luôn, every time the bus stop, đúng luôn. Upon every approach to school bus, no, there is no need, không cần no. When behind a stop bus which has an, when behind a stop bus which has a red light flashing, đúng rồi nè, ý này hay nè. Mỗi khi cái nó dừng thì cũng có thể đúng, nhưng mà dừng lại phía sau mà khi mà có cái đèn lên thì mình chọn cái này. Tại đôi khi nó mỗi khi nó dừng thì nó lại dừng một cái việc gì đó khác, không chừng không có chặt, là nó phải có đèn. Hay upper red lights flashing, và mà đèn màu đỏ luôn. À, lúc đó mình sẽ chắc chắn phải dừng. Nó chắc phải dừng. Cái này là mới, rõ ràng ở Việt Nam chắc chắn là chưa. Đó, nó chưa có được cái này. Ok. Tiếp tục. A person whose driver license is under suspension may, thì cái bằng lái của cái người mà đang bị treo bằng á, thì cái người này có thể làm được gì đây? Sẽ không được khởi động xe, sẽ không được cho xe chạy. Not operate under any circumstance, trong bất cứ một trường hợp nào đều không phải, không được phép. They may not operate a motor vehicle under any circumstance. Tức là trong bất cứ trường hợp nào đều không được phép lái, khi nó đi treo bằng này không bao giờ được lái được cả. Ý là như vậy. Ok, get result, kết thúc cái bài này. Sau đó chúng ta sẽ xem một loạt bài chuyên nghiệp hơn khi nào. Nhưng mà bây giờ đang hết luật thì các video sau chúng ta sẽ làm đến cái bảng hiệu đi đường. Nào, bảng hiệu đi đường. Rồi, chào tạm biệt các bạn nhé.